triệu mấy, bữa nay nó giảm còn 200 triệu 400. Bữa nay giảm hả? Bữa nay nó giảm được mấy chục ngàn. Không lỗi vậy đó. Bữa nay nó chạy cuối tuần nè. Là tới hết chủ nhật là nó lên giá lại á. Cái đó không? Giảm giá thêm 300 nữa. Ngoài bấm là 21 triệu mấy. Đây còn 20 triệu 400. Cái chổng không có mạng. Cái này qua Tết nó không có vụ gì hết. Cái này nó chạy có tốt rồi chứ. Chạy nên cái chỉnh lại. Còn qua Tết là nó khác nữa. Ủa cái này là mình gà mod thông minh không ta? Dạ đúng rồi. Nhà nó chỉ có wifi thì mình không có wifi. Không có wifi. Chưa có. Sợ qua Tết nữa. Như sợ cái cổng. Dạ cái cổng. Cái cổng lắp nhà, cái đầu HD đó. Biết lâu nó hư vô tiếng không có ấy nữa, bữa nay mua lại đặng ấy, đặng chắc hồi gia hạn lại cái cổng nữa. Cái này mình bảo hành chưa ta? Bảo hành 2 năm chứ. Có 2 năm hả? Dạ. Nếu mà ấy mình mua để chiều mình giao hàng đúng không ta? Cái này chắc tầm mai. Mai hả? Cái này đi bằng xe tải à. Xe tải tới nhà thôi chứ. À đúng rồi. Thế điện xuống vỏ lấy mấy ga. Tại vì cái này là dòng bốn cái nhà nó đều tính năng luôn, nhưng mà dòng này thường với Samsung thôi. Cho nên nó bảo hành chỉ có 2 năm. Còn như dòng cao cấp của Samsung nó sẽ tặng thêm được 1 năm bảo hành, nó là ra 3 năm, nhưng dòng cao cấp nó cao. Nó 25 triệu mấy là cao hơn mà nó tặng được thêm 1 năm bảo hành là ra 3 năm. Này bảo hành 2 năm. Cái tiếng về hên xui giờ sợ không xài phải tính năm luôn. Đây cái này em là clip 4K ha, nhưng mà em dịch ra cái độ Full HD thôi. Là cái chế độ phân giải phổ biến trên YouTube. Ví dụ như anh chế mà có đăng ký mạng á. Anh chế có đăng ký mạng 3G, 4G không anh chế? Có, đăng ký mạng mà trong chưa wifi mình xài điện thoại không à? Điện thoại mà mình đăng ký tháng hay là... Đăng ký tháng đó, đăng ký dự theo đó. Sim Cà Mau á vậy? À, Sim Cà Mau nhưng ngày 5GB là anh chế phát qua xem thoải mái. Ờ, ngày 5GB đó. Dạ. Cái này về cái giọng nói thì khi mà mình phát wifi á, mới xài giọng nói được. Thì cái thao tác giọng nói thì bạn giao hàng bên em sẽ xuất nhận tại nhà khi mà anh chế phát wifi. Cũng như mình lấy điện thoại mình chia sẻ phát, nó phát nổi không ta? Dạ được rồi. Tại vì đang sợ cái điện thoại 5GB ngày nè. Dạ. Cái Cà Mau 80 ngàn nè. Một ngày anh 5GB là anh xem tối ngày luôn đó, không hết anh. À. Thôi gì chừng nào giao hàng mình muốn nó hỗ trợ giùm chứ. Dạ được. Đặng kêu phát wifi cái thu giùm. Giao hàng á. Thì anh nói là nhà anh kêu wifi nhưng mà anh chia sẻ từ. À chứ cũng như chia sẻ internet. Dạ đúng rồi. Nhưng mà trường hợp chia sẻ vậy á thì nó hơi tốn pin của điện thoại. Dạ. Không mà mình chia sẻ mình coi hết là chứ không coi nhiều. Dạ, nhiều đâu. Tại mình coi mình làm wifi thì mất tiêu cái điện thoại mình này. Dạ. Mất hết rồi ấy. Ê, cái này nó có cái nói Bluetooth gì không? Dạ, có. Là mình phát qua cái thùng luôn đó. Dạ. Ý là khỏi cần dây nhỏ luôn đó. Không. Dạ. À. Tại bỏ có ngành nào vô đây anh có nói rồi. Anh có cái này có Bluetooth luôn. Cái này nó kéo dò lên thì cái này bật Bluetooth lên. Kết nối được cái lò. Bỏ mình mua lo đây rồi. Cái này có 2 năm à? 2 năm à? Bây giờ mua sợ hên xui sợ chết mua mất tiền. Mua đi, người này nói kiểu này nó kêu mà nó biết sao luôn. Đã hơn mình sợ thôi, nó không coi được người ta mới sợ. À giảm bỏ mình 21 và giảm này còn 20 triệu 400. Nếu như ngày xưa chúng ta yêu nhau thì dù bây giờ lìa tan thì chắc có lẽ sẽ không đau khổ yêu thương vun vỡ thêm một lần nữa. Rồi anh sẽ không níu tay em lại để yêu thương ấy dần dần vui phai. Chúc em ngày mai hạnh phúc bên ai. Đừng giấu như anh với em hiện tại. 1, 2, 3, go!
xuống.